khởi tố cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Đặng Thanh Bình, cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đặng Thanh Bình, 63 tuổi, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cựu phó thống đốc ngân hàng nhà nước bị khởi tố vì liên quan đến đại án kinh tế phạm công danh và đồng phạm gây thất thoát 9.000 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Bình. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Bình để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Đặng Thanh Bình được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc Ngân hàng vào năm 2005. Ông từng có 25 năm công tác trong ngành ngân hàng. Đến năm 2013, ông kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên đầu tiên của VAMC, công ty trách nhiệm hữu hạn VMT quản lý tài sản của các tổ chức tiến dụng Việt Nam. Công ty này mua nợ xấu của các tổ chức tiến dụng, thu hồi nợ, đòi nợ. Ông nghỉ hưu năm 2015.